Cây này nên xanh muốt. Đấy. Đấy. Ờ hay. Này nên trên điện thoại đẹp phết nha, hoa này này. Mà nó có mùi thơm nhá, ngửi mùi thơm cực luôn. Bé con Mang mùi ngô khác đồng à? này. Dí mũi à? Dí mũi kiểu gì? Đây là hoa cáo, nang cáo. Đấy, cái là Đẹp. mình đái rồi nha. Cái này chưa biết nó là gì. Giả hạt hay gì nữa. Kỳ năm đầu rớt coi bị rớt không? Đây này, hoa 10 giờ này, cũng hoa 10 giờ lên này. Tí nữa chồng đi ra ngoài kia mua ít phân để bón nhá. Món gì? Bón hoa 10 giờ. Kệ vợ, cho nó lên xanh, cho nó mập ý nhá. Không đi mua bim bim vợ. Xài mỗi thế rồi chọn xài. Đi ra người Các bạn này ngã trơn đấy. thơm như hoa run. Vợ hái một bông vợ ngửi nhá. Hâm mà nó có mỗi mấy cái bông hái đi nó còn Đây gì nữa. này hái bông lẻ này. Cây này thì người bảo là trầm miên man, người thì bảo là đùi gà, người thì bảo là đùi gà. Biết nó là cái cây gì, là gì này. Chung là cây lan mệt người. Còn đấy con biết rồi. Trầm tím à, ra rất nhiều dê. Cáo ôi đuôi lươn rơi hết rồi. Sâu bệnh thối nhũn.